Tuy nhiên á, để những cái phần này thì các em chỉ được học lẻ tẻ ra những cái bài thôi, ví dụ như khó tiêu chức năng thì các em cũng ít nghe nè. Các em hay nghe cái bài nhiều nhất đó là cái bài IBS là hội chứng ruột kích thích. Thật sự là thực ra hội chứng ruột kích thích là một trong những rất nhiều rối loạn tiêu hóa chức năng nha. Thành ra hôm nay mình học khoan để ít nhất mình biết rằng là đối với bệnh lý tiêu hóa nó có một cái nhóm bệnh lý là chức năng nó rất là khó điều trị ha. Đó là lý do tại sao có những cái bệnh lý mình trị hoài nó không hết hoặc là mình không biết nguyên nhân nó là cái gì. Thì cái tổng quan thôi thì cái slide của Hương làm nó rất là nhiều, nó đến 70 cái slide, nhưng mà Hương cứ lướt đi xong mà chị sẽ tóm lại, tức là mình sẽ nắm cái tổng quan thôi. Sau đó các bạn chuyên khoa 2 sẽ trình tiếp hai cái rất thường gặp trong rối loạn tiêu hóa chức năng, là thứ nhất khó tiêu chức năng, thứ hai đó là cái hội chứng ruột kích thích. Nhưng một trong những cái thường gặp mà mấy em cũng ít để quan tâm đó là những cái rối loạn tiêu hóa chức năng liên quan đến thực quản. Thì nếu mà có thời gian á, thì tôi sẽ dạy cho các em bài rối loạn về chức năng của thực quản. Về rối loạn tiêu hóa chức năng thì nó chia thành nhiều bậc, ví dụ như cái phần của thực quản riêng, của dạ dày tá tràng riêng, của ruột riêng ha, rồi của vùng dưới hậu môn trực tràng nó riêng, nó chia từng phần như vậy, thậm chí có đường mật nữa. Thì mình sẽ nắm cái tổng quát, sau đó mình chỉ cần nắm được một số cái hội chứng rối loạn chức năng thường gặp. Rồi bắt đầu đi Hương. Dạ, chị và các bạn, hôm nay em sẽ trình về tổng quan về rối loạn tiêu hóa chức năng theo gồm 4. Thì đầu tiên thì mình nói về cái lịch sử của cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái rối loạn tiêu hóa chức năng và cái tiêu chuẩn RULM. Thì trước RULM á, thì nhóm làm việc đã đưa ra dựa theo một đưa cái tiêu chuẩn về cái rối loạn tiêu hóa chức năng. Thì cái lịch sử nó bắt đầu từ ở RULM 30 năm trước. Của giáo sư Tosoli của cái Đại học Rome về phân khoa về tiêu hóa. Rome 1 thì bắt đầu từ năm 94 thì được xuất bản một sách là rối loạn tiêu hóa chức năng, thực quản, sinh lý bệnh đến năm 2 năm 2 đến Rome 3 thì được xuất bản quyển sách vào tháng 5 năm 2006. Nó khác với lại Rome 1, Rome 2 ở chỗ là dựa vào nhiều chứng cứ hơn là đồng thuận. Thì Rome 3 để giải quyết được những cái hạn chế là cái thuật ngữ rối loạn tiêu hóa không chính xác và có sự kỳ thị ở một mức độ nào đó. Các tiêu chuẩn chẩn đoán thì rất cồng kềnh để sử dụng trong thực hành lâm sàng. Các tiêu chuẩn đưa ra thì không chỉ rõ cách làm trước khi áp dụng các tiêu chuẩn. Thứ tư là các tiêu chuẩn thì nó đơn giản hóa quá mức và không đủ chính xác để xác định được ý nghĩa sinh lý. Cái thứ năm là tổ chức thường tiếp cận nền tảng kiến thức phương Tây và đây là một hạn chế đối với các quốc gia và nền văn hóa khác. Về rối loạn tiêu hóa chức năng á, thì được khởi phát từ thời cổ đại cho đến cuối thế kỷ 19. Đầu tiên á, thì cái Holist á, nói là con người và Chỗ này nè Hương, em nói Rome 4 chưa? Tức là Rome 4 là nó cách Rome 3 10 năm. Thì bây giờ là mình sẽ áp dụng cái tiêu chuẩn của Rome 4. Đúng không? Thì Rome 4 nó sẽ có một số đặc điểm đó. Tức là mình có từ Rome 1 đến Rome 4, thì từ Rome 3 đến Rome 4 cách nhau gần 10 năm. Thì nguyên cái phần này mình sẽ nói chủ yếu về Rome 4. Rồi, giờ em nói tiếp cái lịch sử đi. Thì cái lịch sử của đó là mới đầu là từ cái phần thời cổ đại cho đến cuối thế kỷ 19 thì nó theo cái Holist là của Plato và Aristotle và Hippocrates thì được định nghĩa là định nghĩa là người và cái tâm lý cái tinh thần thì là một thực thể thống nhất. Rồi đến đến cái giai đoạn của Descartes thì lại theo một cái tâm lý là theo một cái nguyên tắc là con người và cái thực thể và cái tâm lý thì nó được tách ra làm hai. Rồi từ đầu cho đến giữa thế kỷ 20 thì đưa ra một cái là trục
cái về cái hành vi não và ruột. Cái này người ta gọi là cái sau này người ta gọi là trục não ruột đó. Dạ. À, tiếp theo đó là tới kỷ nguyên y sinh, thì đây là tìm kiếm cái bệnh đặc hiệu, khám phá sinh lý bệnh của cái đường ruột và cái chức năng của rối loạn chức năng của hệ tiêu hóa. Từ năm 1980 cho đến hiện nay thì giới thiệu về cái mô hình tâm sinh xã hội và tiêu hóa thần kinh, tìm nguyên nhân sinh học cơ bản đặc hiệu của bệnh tật và hóa thần kinh, thì nâng cao sự hiểu biết mối quan hệ giữa não và ruột và đưa đến khái niệm trục não ruột. Mình nhớ cái quan trọng ở đây mình phải nhớ là nó có cái mối liên hệ trục não ruột, tức là toàn bộ cái hệ tiêu hóa của mình á, đường tiêu hóa của mình thì nó được điều khiển bởi não, mối tương quan thành một cái trục mà ta gọi là cái trục não ruột. Thì tí nữa mình sẽ thấy cái vấn đề sinh lý bệnh nó sẽ nói đến cái trục này. Đó là lý do mà tại sao tất cả những cái rối loạn về tiêu hóa của mình nó bị ảnh hưởng bởi vấn đề tâm tâm sinh lý rất là nhiều. Dạ. Đây là cái mô hình khái niệm về tâm sinh lý và xã hội. Thì cái bản thân là về có gen, văn hóa, môi trường, thì vừa có chấn thương, nhiễm trùng, hành vi thì của cha mẹ tác động đến đứa con, nó sẽ tác động đến yếu tố tâm lý xã hội, là những cái stress trong cuộc sống, những cái đặc tính của con người và những cái đó là đặc tính của từng cá nhân. Dạ, đặc tính của từng cá nhân, cái ứng xử, cái nhận thức, ủng hộ của xã hội sẽ tác động cho tới sinh lý của con người, là vận động, cảm xúc. Sinh lý là sinh lý phải của con người, mà sinh lý là sinh lý của ruột, của hệ tiêu hóa, bao gồm những cái vận động của đường ruột, những cái nhạy cảm, cảm giác của đường ruột, những cái rối loạn chức năng về miễn dịch, tình trạng viêm, những cái gọi là vi khuẩn chí ở, tức là vi khuẩn chí ở trong cái hệ tiêu hóa mình nó bị thay đổi về cái chế độ ăn. Cái này là cái sinh lý của cái hệ đường ruột nha, tức là cái những cái yếu tố mà từ những cái đầu đời, những cái yếu tố rất là sớm của cuộc đời khi còn em bé, thậm chí còn trong bụng mẹ, về yếu tố di truyền, tất cả những cái bệnh lý này nó liên quan đến di truyền của em, vấn đề về gen, vấn đề về văn hóa xã hội ha, rồi sau đó đến vấn đề những tâm sinh lý, vấn đề những cái stress vân vân, nó ảnh hưởng đến một cái trục. Mấy em thấy lên một cái trục này là cái trục não ruột nha, nó tương quan giữa não, hệ thần kinh trung ương với ruột, và khi nó liên quan đến trục não ruột như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh lý. Tất cả những cái này là thuộc về thần kinh sinh lý, thần kinh và tâm thần, thì nó sẽ liên quan đến vấn đề sinh lý của đường ruột. Thì đường ruột nó liên quan đến vận động của đường ruột này, tức là mấy cái nhu động đó. Thứ hai là cái cảm giác này là cảm giác đau, cảm giác nhạy cảm hơn ha. Rồi xong tới vấn đề về liên quan đến vấn đề tình trạng viêm, rối loạn chức năng miễn dịch, những cái rối loạn về vi khuẩn chí, thì ra em sẽ thấy những cái bệnh lý này nó hay có vai trò của những cái probiotic đó, những cái vi sinh vật á, những cái vi sinh mà mình bổ sung vào á, và những cái thức ăn. Rồi từ cái những cái yếu tố này nó sẽ đưa đến những cái biểu hiện về rối loạn chức năng đường tiêu hóa. Tiếp đi Hương. Dạ, để đưa đến những cái biểu hiện về chức năng đường tiêu hóa, về triệu chứng, độ nặng và những cái biểu hiện của nó, và dẫn tới một cái kết quả, đó là bệnh nhân phải sử dụng đến những cái dịch vụ chăm sóc y tế, thay đổi cái chức năng ruột hàng ngày, thay đổi cái chất lượng của cuộc sống, và sẽ mất một cái phí chăm sóc y tế. Yeah. Thì nói chung đây là một cái nó gọi là một cái model ha, là một cái kiểu mà nó mối liên quan giữa để tạo nên vấn đề sinh lý đến là những cái triệu chứng của đường rối loạn tiêu hóa. SGID là rối loạn tiêu hóa chức năng, rối loạn tiêu hóa chức năng mà nói chung. Thì khi mình xem qua cái này thì mình sẽ hiểu được rằng là trong vấn đề điều trị của mình á, vì này nó không có cái triệu chứng, không có cái tổn thương thực thể, nên vấn đề điều trị của mình nó luôn luôn phải đi kèm đến những cái yếu tố tâm sinh lý rất là quan trọng ha. Nó liên quan đến vấn đề này, nếu mình không giải quyết được cái vấn đề này thì những cái triệu chứng này nó sẽ còn, và mình sẽ rất là tốn kém trong vấn đề điều trị. Rồi tiếp đi Hương. Dạ. Về cái trục não ruột á, thì chất nền tế bào thần kinh trong đó thì có yếu tố tâm lý xã hội sẽ ảnh hưởng qua lại đến cái đường tiêu hóa.
Về cấu trúc thì kết nối trực tiếp giữa hệ thần kinh trung ương và đám rối của thần kinh cơ ruột thì nó sẽ tác động đến cái cơ cơ của bạn và cơ các của tạng các bạn. khác. Sẽ làm ảnh hưởng đến cảm giác, vận động, nội tiết, các hình thái tự động và những cái viêm, cái chức năng viêm và miễn dịch. chức năng viêm và miễn dịch. Về cái tinh thần thì khi cảm mà xúc. cảm xúc mà thấy giận dữ, lo sợ, giận dữ, lo lắng và đau thì nó sẽ kích thích và nó gây ra những cái stress. Cái này là những cái kích thích về cảm xúc, những cái kích thích về cảm xúc và những cái stress về tâm lý, những cái stress về thực thể. Tức là khi mình có những cái vấn đề về cảm xúc ha, mình lo lắng quá mức, mình sợ hãi, mình đau hay gì đó, và những cái stress về thực thể thì có thể làm chậm lại có cái sự làm trống của dạ dày, có nghĩa là làm giảm vận động của dạ dày á mấy em. Thành ra bệnh nhân hay có cái cảm giác đầy hơi, khó tiêu sau ăn á, và giảm luôn cả cái transit. Transit là cái nhu động của đường ruột. Lúc đó mình lại thấy một trong những cái triệu chứng của bệnh nhân mấy em sẽ thấy á, là bệnh nhân rất là đầy bụng, khó tiêu, tức là ăn xong rồi dạ dày nó không có bóp, khả năng làm trống dạ dày rất là kém. Thứ hai là cái transit, cái vận động của ruột non á, nó cũng kém luôn. Thành ra bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng là bón chẳng hạn. Rồi tiếp. Kích thích cái chức năng vận động của ruột, phản ánh bởi cái sự giảm thời gian vận chuyển qua ruột, và tăng hoạt động co bóp, tống xuất phân và làm cho xuất hiện triệu chứng tiêu chảy. Về ngược lại, tăng vận động, viêm tạng, chấn thương, khuếch đại các con đường nội tạng, tăng dần, và nó sẽ ảnh hưởng con đường hướng tâm ha. Con đường của mình nó hai con đường tạng hướng tâm và ly tâm. Con này là hướng tâm là nó ảnh hưởng đến não đó nha. Thì nó làm tăng cái cảm giác đau, nó làm thay đổi về chức năng về tâm thần. Tức là cái này nó có một, nó tóm lại là nguyên cái này đó, cái trục đảo ruột này á là cái mối tương quan qua lại ha. Tức là từ cái những cái tổn thương trên não, những cái rối loạn về cảm xúc, những cái kích thích về stress về tâm thần ở não, nó ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, và ngược lại ha, những cái vận động quá mức, những cái tình trạng viêm và những tổn thương là tổn thương vi thể thôi nha em, nó sẽ theo cái con đường là hướng tâm, nó đi đến não và nó ảnh hưởng đến não. Từ đó nó gây ra, ví dụ người ta bình thường không có đau thì cái người này nó sẽ đau, hoặc là bình thường người này nó đau ít thôi thì cái người này sẽ đau nhiều hơn, nó Richter pain, tức là nó mức độ đau nó nhiều hơn, và nó làm thay đổi cả về chức năng về tâm thần. Có nghĩa là từ đó nó đưa ra người ta bình thường người ta có lo lắng gì đó thì bây giờ nó sẽ kích ngược lại, là cái mức độ lo lắng, mức độ trầm cảm nó sẽ nặng nề hơn. Thành ra đây á, cái vòng xoắn bệnh lý nha, Rengut axis là trục não ruột hai chiều. Để mình biết là khi mà đã chẩn đoán đến rối loạn tiêu hóa chức năng là phải luôn luôn nhớ đến cái những cái thuốc để điều trị vấn đề tâm thần tâm lý. Rồi tiếp đi Hương. Ở đây là cái bảng về ROM 4, cái rối loạn chức năng tiêu hóa, thì chia làm phần A là những cái tổn thương, những cái rối loạn về thực quản, thì gồm có 5 cái là đau ngực, chức năng, chức năng, ở nóng, chức năng, nắng chức năng, tăng nhạy cảm, trào ngược. Thứ tư là globus, và cảm nữa giác cúng họng. Globus là cảm giác lúc nào có cái cục cục gì trong họng á, làm cái bệnh nhân cứ phải tặng hắn đó mấy em. Cảm giác cúng họng người ta rất là sợ ung thư và khó tiêu chức năng. Phần B là phần rối loạn chức năng khó của chức năng. Sorry mấy em, dysphagia là khó nuốt chức năng. Nhưng mà mấy em thấy sẽ có những cái rối loạn về chức năng ha. Thì cái phần này thì có thể là khó, tôi sẽ có một buổi tôi sẽ hướng dẫn cho mấy em về rối loạn tiếp cận những cái rối loạn về chức năng. Nếu bạn nào dân về tiêu hóa thì nên nắm thì mình mới điều trị được. Cái nhóm thứ hai là nhóm rối loạn về đường dạ dày tá tràng thường gặp ha. Là gì, gồm có những gì? Nó chia làm bốn nhóm lớn là rối loạn khó tiêu chức năng. Thứ nhất là khó tiêu chức năng. Thứ hai là hội chứng ở hơi, rối loạn ở hơi. Cái thứ ba là rối loạn nôn và buồn nôn. Cái thứ tư là hội chứng nhai lại. Thì trong cái nhóm này á, là những cái mà dân tiêu hóa mấy em phải nắm nè. Đối với rối loạn về tiêu hóa thực quản á, thì hai cái thường gặp nhất
Hai cái thường gặp nhất đó là ở nóng chức năng và tăng nhạy cảm do trào ngược nha. Hai cái này là rất là thường gặp và nhầm với là cái gợt. Nó định mình chẩn đoán không có được, nó giống như chăng cái gợt vậy đó. Rồi mà mình điều trị hoài không được, mình phải cho thuốc chống trầm cảm 3 vòng SSRI gì vô nó mới đáp ứng. Cái Clobus này là cái cảm giác vướng họng gặp nhiều, nhưng mà thường nó cứ cảm giác vướng họng là nó cũng gặp trong LPA là trào ngược thanh quản họng nữa. Thành ra đôi khi cái Clobus nó chỉ đáp ứng với amitriptyline với là gabapentin thôi. Nhiều lúc nó Clobus chức năng mà em điều trị vô ích, nó không có hiệu quả nếu mà không có những cái thuốc đó. Về rối loạn về tiêu hóa, rối loạn về dạ dày tá tràng á, thì mấy em phải biết được là khó tiêu chức năng. Khó tiêu chức năng là đã giao cho thư soạn đó. Nó gồm có hội chứng khó chịu sau ăn, là chủ yếu là đầy bụng khó tiêu và no sớm, và cái hội chứng đau thượng vị y chang như viêm dạ dày. Cái hội triệu chứng ở Belching ha, thì có những người mà ở nhiều quá tìm ra nguyên nhân thì đi vô đây tìm hiểu. Có những cái người cứ ói hoài, ói thì có gọi là ói, hội chứng ói có chu kỳ, hội chứng ói mãn tính. Có những người cứ ói mình không tìm ra được nguyên nhân hả mấy em ha. Và rumination là hội chứng nhai lại ha. Thì trong cái nhóm tiêu hóa về cái nhóm mà dạ dày tá tràng thì em ít nhất cũng phải biết được functional dyspepsia vì nó giống y chang như viêm lết dạ dày ha. Rồi tiếp đi Hương. Dạ. Cái thứ ba là những rối loạn của ruột, là gồm có IBS. IBS mình sẽ có một bài về IBS ha, có là tiêu chảy hoặc táo bón hoặc là hỗn hợp hoặc là không phân loại được. Yeah. Loại được. Rồi. Cái thứ hai á là táo bón chức năng, cái thứ ba là tiêu chảy chức năng, cái thứ tư á là đầy hơi hoặc là căng bụng chức năng. Bụng chức năng. Rối loạn ruột chức năng không đặc hiệu và bón nó liên quan đến opioid. Yeah. Thì trong cái nhóm ruột này nè mấy em, cái IBS thì mấy em nghe nhiều nhất, nhưng mà có lẽ là mình nghe liên rẽ cái IBS thôi đúng không, mình đâu có nghe biết được trong rối loạn đường ruột nó có một đống thứ khác. Có những người cái bón chức năng nhưng mà không phải là cái bón liên quan đến hội chứng IBS thì bón, hoặc là cái tiêu chảy chức năng là nó chẳng liên quan gì tới cái hội chứng. Như vậy mình phải biết được là khi nào thì là nó là IBS thể bón, khi nào là bón chức năng, khi nào là IBS thể tiêu chảy và khi nào là tiêu chảy chức năng. Thì để phân biệt được cái này nó chỉ có một cái đặc biệt mà em nhớ thôi, IBS là phải có đau bụng. Cái gì mà không có đau bụng là không phải IBS ha. Còn nếu chỉ tiêu chảy không thôi, tìm ra nguyên nhân gì hết thì là tiêu chảy chức năng, hoặc là táo bón mà không có đau bụng thì là táo bón chức năng. Thì nhớ mỗi cái đó thôi. Và mình phải nhớ được mình có những cái bệnh lý chức năng ha. Nếu mình đi tìm nguyên nhân không có ra thì lúc đó vấn đề điều trị của mình liên quan đến cái rối loạn chức năng sẽ có những cái điều trị đặc trưng. Rồi nhóm kế tiếp. Dạ, dạ nhóm kế tiếp là nhóm D, là nhóm đau dạ dày. Dạ dày tá tràng do rối loạn về trung ương, hội chứng đau bụng liên quan đến vấn đề trung ương. Với thứ hai nữa, tăng nhạy cảm đau đúng không? Dạ. Tăng cái cảm giác đau dạ dày liên quan đến opioid hoặc là những cái hội chứng ruột liên quan đến á phiện. Thì cái nhóm này mình ít gặp lắm ha. Cái nhóm E này là cái nhóm mình cũng hay gặp nè. Tôi nói tiếp đi. Dạ. Cái nhóm E là nhóm rối loạn về cơ vòng OD và túi mật, gồm có hai nhóm chính là đau kiểu túi mật và đau, thứ hai đau quặng mật. Cái đó là đau quặng mật đó, nó đau y chang như đau của sỏi túi mật vậy đó mà chẳng thấy có sỏi gì hết ha. Đau biliary pain là cơn đau quặng mật đó, thì nó do rối loạn về túi mật chức năng hoặc là rối loạn cơ vòng OD chức năng. Cái thứ hai là rối loạn cơ vòng OD chức năng. Cái thứ tiếp theo là rối loạn về hậu môn trực tràng. Thì rối loạn hậu môn trực tràng continent có nghĩa là gì? Dạ là không tự chủ, tiêu không tự chủ. Chủ. Cái đau hậu môn trực tràng chức năng. Cái nhóm thứ ba là rối loạn đi tiêu chức năng.
rồi cái rối loạn về hậu môn trực tràng này, mấy em sẽ có những cái bệnh nhân có những cái này thì mình cũng không thường gặp lắm, nhưng mà cái triệu chứng đau ở hậu môn trực tràng á, chức năng á là có nha mấy em. À, cái đau bệnh nhân nó cứ thốn thốn ở vùng hậu môn trực tràng mà mình điều trị thuốc gì cũng không hết, khám trực tràng nó chẳng thấy có gì hết, thì nó phải có cái dùng những cái thuốc liên quan đến tâm thần tâm lý ha. Thì cái nhóm đó, cái nhóm rối loạn về tống phân chức năng, rối loạn về tống phân chức năng thì đó là bao gồm tất cả những rối loạn đường tiêu hóa chức năng. Cái này mấy em phải nắm, nó chia theo tầng thực quản ha, xong tới dạ dày tạ tràng, xong tới đường ruột, xong tới những cái vấn đề liên quan đến cơ thắt ốc bi và túi mật, xong rồi đến những cái rối loạn về hậu môn trực tràng. Đó là những cái bản, những cái cơ bản liên quan đến những cái rối loạn về chức năng, liên quan đến những cái rối loạn về tương tác giữa ruột và não. Rồi tiếp theo Hương. Dạ, cái tiếp theo đó là này là của em bé trẻ sơ sinh. Dạ, và dạ, đến tuổi thiếu niên. Dạ, em nói tới là cái phần rối loạn về chức năng của thực quản. Rồi, cũng như cái phần trẻ con này thì bạn nào có con á, các bạn nào có con thì phải để ý những cái rối loạn về chức năng trẻ con. Mà thường gặp nhất là trào ngược ở trẻ con, trẻ sơ sinh. Thứ hai là tiêu chảy chức năng. Thứ ba táo bón chức năng. Thứ bốn là infant colic, tức là những cái cơn đau quặn bụng ở tuổi infant ha. Thì lưu ý có đôi khi mình trị hoài nó không hết, hoặc là hội chứng ói có chu kỳ, những con nít á lớn hơn chút thì ói có chu kỳ, buồn nôn chức năng ha, ói mửa chức năng, thì những cái đó là liên quan đến con nít. Thì cái phần nào thì con nít nó cũng có những cái phân loại riêng của nó, thì nguyên cái phần G và H này là dành cho trẻ con, dành cho bên nhi khoa ha. Rồi mình qua tiếp đi. Dạ, thì cái rối loạn thực quản chức năng thì nó bao gồm những cái bệnh, nó có những đặc trưng là được đưa ra với là những cái triệu chứng của thực quản như là ở nóng, đau ngực, nuốt khó và globus. Nó không có được giải thích bởi những cái tắc nghẽn cơ học như là những cái hẹp, những cái u, rối loạn về cái vận động chính như là achalasy. Achalasy là co thắt tâm vị, bạn nào có chuyên khoa thì biết achalasy là co thắt tâm vị. Tắc nghẽn đường ra của nối như thực quản dạ dày, quản dạ dày không động, không bất động quản á, không có sự co bóp thực quản, co thắt thực quản đại xa và hội chứng thực quản Jackhammer. Ngoài ra còn có cái viêm thực quản do eosinophil mà được chẩn đoán bằng cái tinh thiết. Tức là cái phải loại trừ hết nha mấy em, loại trừ hết tất cả những tổn thương, thì trong đó có viêm thực quản như tăng eosinophil. Thì viêm thực quản eosinophil thì thường thường á, đôi khi soi vào nó không thấy, hoặc là soi vào nó có cái đặc điểm gì dễ hơn. Cái này nó có bao nhiêu? Họ không có thấy gì hết chị ơi, chỉ có thể nó không thấy gì hết, thấy có những cái vòng đồng tâm. Nó như cái vòng đồng tâm nó từ trên xuống dưới á, nhưng mà thường nó không thấy gì hết, thì nên phải sinh thiết thì người ta sẽ thấy được là trên 40, hình như là 40 á, bạch cầu ái to trên một quang trường. Nên thành ra người ta bắt bia buộc khi mà em loại trừ những cái rối loạn về thực quản chức năng á, thì phải sinh thiết ở thực quản và phải loại trừ bệnh lý trào ngược thực quản, loại trừ hết, tóm lại là loại trừ hết tất cả những cái bệnh lý ở thực quản, từ rối loạn vận động cho đến những cái trào ngược, cho đến những cái tình trạng viêm vân vân. Sau khi loại hết rồi và tìm ra nguyên nhân gì hết thì nghĩ nó là rối loạn chức năng. Tiếp. Dạ, đây là cái nguyên lý của cái trục não ruột mà để chẩn đoán về cái thực quản, thì cũng giống như nãy giờ của cái trục não ruột. Trục não ruột đây là những cái nhận thức về tâm sinh lý ha, những cái nhận thức này nó tác động về đến bề niêm mạc của ruột, nó tạo ra những cái tổn thương về vi thể không thấy được đâu, và từ đó nó đưa ra những cái hoạt động về vấn đề nhờ vận động hoặc là cảm giác tác động bên não trở lại, thì từ não này nó sẽ đưa ra những cái triệu chứng của thực quản nó quá mức hơn cái người bình thường. Thành ra trong vấn đề điều trị đối với những cái rối loạn thực quản chức năng á, thì nó phải tập trung vào hai cái điều trị. Thứ nhất là cái điều trị tác động đến vấn đề ngoại biên ha, vấn đề ruột, và thứ hai là điều trị nó tác động vào vấn đề thần kinh trung ương. Nó chẳng có tổn thương gì ở thực quản hết, nhưng mà do những cái tác động qua ruột và não nó gây ra những cái triệu chứng của thực quản. Tiếp luôn. Dạ, đây là những cái trong cái phân nhóm của thực quản hồi nãy đã nói rồi. Các bạn nhớ hai cái nha, đau ngực chức năng, à quên, nhớ hai cái thường gặp nhất,
trong những cái bệnh nhân có triệu chứng về GERD mà không đáp ứng với PPI, đó là ở nóng chức năng functional heartburn và tăng nhạy cảm do trào ngược reflux hypersensitivity. À, tí mình sẽ đi sâu vào hai cái này. Nhưng mà Hương nói lướt qua thôi và bữa chị sẽ trình bày về cái này cho mấy em. Dạ. Về cái rồi, đau. Cảm ơn em nhiều. Sang tắt đi, sang ơi. Ồ. Đau sau xương ức. Mà có không không giải thích được, không giải thích được, tái đi tái lại mà nguồn gốc của thực quản để nó loại trừ những trường hợp đau ngực do tim đó, phải loại trừ tim, không giải thích được vấn đề những cái cơ bản của trào ngược, những vấn đề rối loạn vận động, những vấn đề liên quan đến niêm mạc ha. Và cái đau này nó khác với cái heartburn, phân biệt với heartburn. Đau ngực này y chang như đau tim vậy, tóm lại nó gọi là đau ngực không do tim nha mấy em nha. Cái đau ngực này á, mấy em nhớ vậy nè, khi mình có một bệnh nhân vào đau ngực, mấy em đi khám lâm sàng mấy em gặp nhiều đó. Bệnh nhân đau ngực ha, đi khám nhiều lúc nó có triệu chứng của dạ dày tá tràng thì mình gợi ý đi, bệnh nhân trẻ chẳng có tiền căn bệnh lý tim mạch gì hết, cứ đau ngực thôi nha. Đau ngực mà đau sau xương ức á, nó đau ngực khó chịu ghê lắm, đi khám làm ECG siêu âm tim hoàn toàn bình thường ha, thì nó có hai hoặc là đau ngực này là đau ngực không do tim nằm trong cái GERD. Trong cái GERD nó chia làm hai hội chứng, một hội chứng về thực quản và một hội chứng gì ngoài thực quản. Hội chứng thực quản thì nó chia làm hai nhóm, một cái nhóm là triệu chứng điển hình là ở nóng ở trớ, một cái nhóm triệu chứng không điển hình. Thì trong không điển hình đó nó có đau ngực không do tim, thì cái đau ngực không do tim này là nó liên quan đến vấn đề trào ngược nè, nhớ. Rồi nếu mình điều trị trào ngược hoài mình không thấy không hết thì coi chừng đau ngực này là đau ngực chức năng, lúc đó phải cho thêm thuốc về thần kinh nha. Thành ra cái đau ngực đối với thực quản nó có hai loại đau ngực, là đau ngực không do tim trong bệnh lý GERD, biểu hiện không điển hình của GERD ở typical đó, và thứ hai là đau ngực chức năng. Rồi về cái dịch tễ thì cái tần suất của cái đau ngực chức năng thì người ta chưa có biết, nhưng mà cái tần suất của đau ngực không do tim là nó vào khoảng 19-33%. Em thấy nhiều ghê không? Mấy em thấy rất là nhiều ha, và bệnh nhân sẽ đi lòng vòng, đi từ tim mạch, khám tim mạch cho chán chê rồi hết tim mạch rồi á, đi qua khám mình. Khám mình thì nhiều lúc vì có những cái triệu chứng khác đi kèm của dạ dày tá tràng, thành ra khi mình hỏi thêm cái triệu chứng đau ngực nữa. Và cái bệnh này, cái này tôi gặp nhiều và tôi đã trị rất là nhiều rồi ha mấy em ha, đi trị hoài không hết đau đâu. Mấy em phải cho thuốc thần kinh vô và cho nhóm chống trầm cảm ba vòng, cho SSRI gì vô nó mới hết đau nha. Tiếp. Dạ, Fast và cộng sự thì ước tính rằng trong cái nhóm nghiên cứu mà đau ngực không do tim thì GERD chiếm 50-60%, rối loạn vận động là 15-18%, và đau ngực chức năng là khoảng là 32-35%. Thành ra khi mấy em khám thấy một nhân đến, nhất là mấy bạn bị tim mạch á, đi khám thấy một người thang đau ngực mà nó đau ngực vùng sau xương ức là chính, và có thể nó có kèm hoặc không kèm triệu chứng về tiêu hóa, thì mấy em nghĩ đến hai cái triệu nhóm triệu chứng như tôi nói mấy em thường gặp nhất, đó là GERD, trào ngược, và thứ hai là đau ngực chức năng ha, để mình điều trị cho bệnh nhân. Rồi tiếp. Dạ, tiêu chuẩn chẩn đoán mà của cái đau ngực chức năng là cái những cái phải có đầy đủ cái triệu chứng trong trước đó 3 tháng, mà với cái đỉnh điểm mà bắt đầu á thì đấy, ít nhất là 6 tháng chung á. Cái chỗ này chung nè, cái tiêu chuẩn của tất cả, em nhớ là tiêu chuẩn của tất cả rối loạn tiêu hóa chức năng là luôn luôn có tiêu chuẩn là các triệu chứng nó phải gì kéo dài. PAS là kéo dài ít nhất là 3 tháng, nó phải kéo dài 3 tháng rồi mới tính, vì nó là những cái rối loạn về mãn tính. Cái nào nó mới sớm thôi là đừng nghĩ tới nó, tức nó đã kéo dài dai dẳng 3 tháng nay rồi. Với triệu chứng khởi phát, cái triệu chứng đầu tiên khởi phát ít nhất cách đây 6 tháng trước khi chẩn đoán. Ha, có nghĩa ví dụ người ta nói là ta bị đau ngực, mình muốn nói là đau ngực chức năng thì ít nhất cái triệu chứng nó phải là 3 tháng rồi. Và cái triệu chứng mà nó xuất hiện đầu tiên hết á, cách đây là ít nhất là 6 tháng trước khi mình chẩn đoán. Và tần suất luôn luôn đi kèm tần suất là ít nhất một lần một tuần, tức một tuần nó phải có một cơn ha. Cái tiêu chuẩn thì bao gồm những cái sao là đau ngực
sau xương đau ức hoặc hoặc là khó chịu. Dạ. Loại trừ nguyên nhân tim mạch. Dạ, loại nguyên nhân tim mạch không có những cái triệu chứng của thực quản kèm theo. Ví dụ như là ở nóng hoặc là nước khó. Không có bằng chứng. Nếu mà có triệu chứng ở nóng đi kèm thì đó gọi là gì? Đau ngực gì? Không do tim của ngực. Còn nếu mà có khó nuốt thì nó là rối loạn về vận động thực quản nha. Rồi. Không có bằng chứng của trào ngược, dạ dày thực quản hay là viêm thực quản do eosinophil, và nó là những cái đó là nguyên nhân của cái triệu chứng. Không có cái rối loạn vận động thực quản chính như là co thắt tâm vị, tắc nghẽn được ra của chỗ nối thực quản dạ dày, co thắt thực quản lan tỏa, thực quản sắc hammer và không có nhu động thực quản. Về những cái sinh lý bệnh, một số đặc điểm về sinh lý. Dạ. Có đặc điểm về sinh lý là tế tăng nhạy cảm đối với ngoại vi và hoặc là hoặc trung ương. Phải. Tăng nhạy cảm thay đổi ngoại vi hoặc trung ương. Thay đổi cái trung tâm cái quát thay đổi về cái cảm quát lý những cái kích thích tạng và những hoạt động tự động thay đổi những cái mặt tự động. Cái này là cái quan trọng nhất nè, nó tăng nhạy cảm nha mấy em. Có nghĩa là những cái kích thích ở tạng, thường là ở đường ruột hoặc là bất cứ ở cái vùng đường tiêu hóa nào đó, khi nó được truyền đến não và từ não nó đưa ra cái đường dẫn xuống dưới, thì á, cái người bình thường mình không có cái cảm giác đau gì hết á, nhưng mà cái người này nó có đặc điểm, nó có cái cảm giác đau. Tức là cái người mà rối loạn về chức năng á, thứ nhất là cái người ta không, người bình thường không đau thì nó đau, hoặc là người bình thường nó đau ít thì nó đau nhiều, tức là nó quá mức hơn bình thường, nó nhạy cảm hơn bình thường. Do đó trong vấn đề điều trị luôn luôn phải có thuốc gì điều hòa cảm giác đau hay là điều hòa là thần kinh đó nha. Không có mấy cái thuốc này là không có gì trị hết trơn á. Rồi tiếp. Dạ. Thay đổi về cái nhận cảm của đau, thay đổi về và nhận thức cái perception là cảm nhận, và sensitivity là độ nhạy cảm tạng nó tăng lên. Dạ, trong cái đau ngực chức năng thì cái mô của thực quản nó bị tổn thương, bị tổn viêm của mô thực quản, tình trạng viêm hoặc là những cái kích thích về cơ học lặp đi lặp lại. Những cái tổn thương này là những cái tổn thương rất là vi thể, tình trạng viêm rất là vi thể, mình không phát hiện được trên hình ảnh hoặc đến các phương pháp nội soi vân vân, hoặc là những cái kích thích về cơ học lặp đi lặp lại, thì tất cả những cái này làm tăng cái cảm nhận của dây thần kinh gì ở afferent là dây thần kinh gì hướng tâm. Nhân kinh hướng tâm mà nhân kinh nó dẫn đến não đó, nó dẫn đến não và từ não nó dẫn xuống là bệnh nhân có cảm giác và làm tăng nhạy cảm của thực quản. Tóm lại toàn bộ vấn đề sinh lý đều liên quan đến trục gì, trục não ruột hết, và nó liên quan đến vấn đề gì, tăng nhạy cảm giác đau hết. Đối với thực quản là chủ yếu tăng cảm giác đau đối với cái đau ngực cho chức năng á. Rồi tiếp. Dạ, về cái yếu tố tâm lý xã hội thì cái chẩn đoán về tâm thần đặc biệt là rối loạn về lo lắng trầm cảm và rối loạn bản thể thì tăng lên đến 75% ở những bệnh nhân đau ngực không do tim. Đau ngực là một phần quan trọng của cái cơn lo lắng, cơn sợ hãi, panic attack là cái cơn hoảng loạn đó mấy em, cơn hoảng loạn á ha. Dạ. Đây là mức độ cao của loạn thần kinh trong những bệnh đau ngực không do tim. Bất kể là nguyên nhân hay kết quả, điều trị các vấn đề tâm lý tiềm ẩn là điều tối quan trọng để cho trị liệu thành công. Kế tiếp ở nóng chức năng. Dạ, phần 2 là ở nóng chức năng. Nóng rát sau xương ức hay là đau đến... cái điều trị kháng tiết tối ưu, trong đó không có gợt, bất thường về niêm mạc mô học, trên mô học rối loạn vận động chính hoặc là cấu trúc. Đó cái ở nóng chức năng là này là những cái rối loạn là thường là mấy em có triệu chứng ở nóng, mẹ nó chẩn đoán gợt, nhưng nó kháng trị refractory là kháng trị đối với những cái điều trị kháng tiết tối ưu ha, và loại trừ hết tất cả các nguyên nhân khác.
Rồi, tóm lại khi nói đến chức năng là phải loại trừ các nguyên nhân khác, vậy thôi. Nha, không có bằng chứng của GERD, không có bằng chứng của gì mối tương quan giữa GERD và trào ngược. Ha, và không đáp ứng đối với ức chế thế, không đáp ứng với ức chế toan. Nha. Có nghĩa là ở nhóm chức năng là gì? Là triệu chứng y chang như thằng GERD, điển hình đó là triệu chứng điển hình của thằng GERD. Nhưng á khi mình làm cái pH monitoring á thì mình thấy là gì? Cái tiếp thời gian tiếp xúc với axit hoàn toàn bình thường và mình không thấy cái mối liên quan gì giữa cái trào ngược sinh lý, tức là nó bình thường nó vẫn có cái hiện tượng trào ngược sinh lý. Và mình không có thấy cái mối liên quan gì đó với hiện tượng trào ngược sinh lý với triệu chứng hết. Có nghĩa nó chẳng liên quan gì tới trào ngược, nói tóm lại là vậy. Ha, nó hoàn toàn là cảm giác. Đó, mấy em chỉ nhớ ở nắng chức năng là vậy để phân biệt với gì? Reflect. Tăng nhạy cảm cho trào ngược, hypersensitivity ha. Đó là cái ở nấm chức năng và tăng nhạy cảm trào ngược, hai cái hoàn toàn khác nhau. Ở nấm chức năng là gì? Không có bằng chứng của trào ngược và cũng không có bằng chứng được cái mối liên quan giữa gì trào ngược và triệu chứng. Thì bình thường mình vẫn có trào ngược, nhưng mà trào ngược sinh lý tức là thời gian tiếp xúc với axit của mình là dưới 4% ha. Thì còn cái mình phân biệt qua cái là gọi là tăng nhạy cảm cho trào ngược là gì? Thời gian tiếp xúc axit vẫn bình thường, tức là người bình thường không có triệu chứng gì hết, trào ngược sinh lý không có triệu chứng gì hết, nhưng cái đặc biệt cái người này nhạy cảm với cái mức độ trào ngược nhẹ như vậy, là sinh lý như vậy, nhưng họ vẫn có triệu chứng. Như vậy nó sẽ là không có bằng chứng của gì, của GERD, nhưng nó có mối liên quan giữa triệu chứng và trào ngược. Tức là người ta thấy có những cái cơn trào ngược sinh lý nó xuất hiện triệu chứng, thì cái đó người ta gọi là gì, tăng nhạy cảm trào ngược. Còn đối với ở nhóm chức năng thì là không có trào ngược và cũng không có mối liên quan giữa trào ngược và triệu chứng. Đó, chỉ cần phân biệt như đó thôi ha. Dạ, cái phần nào về nước thoát qua. Dạ, cái tần suất của nó thôi. Dạ, đây là cái đánh giá về lâm sàng khi mà bệnh nhân có một cái ở nóng. Epidemiology nói chưa? Epidemiology dạ. Là dịch tễ thì mấy em nhớ cái quan trọng nhất là cái thằng ở nóng chức năng này nó chiếm được 50% bệnh nhân không đáp ứng với PPI. Và ngay cả cái người đáp ứng với PPI rồi thì nó chiếm 1/4. Có nghĩa là dạ. Gì? Cái người này vừa có GERD mà chồng lấp lên cả ở nấm chức năng nữa ha. Tức là người này có GERD rồi, có đáp ứng PPI rồi, nhưng mà đáp ứng PPI đôi khi nó không có hết, nó chỉ đáp ứng có một, nó đáp ứng không hoàn toàn, nó kèm theo triệu chứng hội chứng chức năng nữa. Còn những cái người mà không đáp ứng với PPI thì nó chiếm đến 50%, thành ra đôi khi mấy em điều trị GERD hết lốc rồi mấy em không có thấy nó hết, mà phải thêm những cái thuốc về thần kinh là vì vậy đó. Thành ra ở nấm chức năng nó gặp rất là nhiều, chiếm đến 50% bệnh nhân không đáp ứng với PPI, nhớ vậy đó, trong có điều trị để ý ha. Rồi. Dạ, 70% của bệnh nhân mà có ở nóng thì có một cái nội soi bình thường, thì xếp loại dựa vào sự có hay không có của cái này chắc để chị nói cho nè. Dạ, chị nó hơi khó. Tức là bệnh nhân mà có ở nóng mà mình soi bình thường thì mấy em nhớ định nghĩa cái GERD là gì? Định nghĩa của GERD là những cái triệu chứng mà nó gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà bữa mình học đó, đúng không? Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do cái chất axit nó trào lên từ thực quản lên dạ dày. Thì trong những cái người cái GERD nó vẫn có cái axit trào lên bất thường, nhưng mà soi á nó 70% là nó là bình thường. 70% nội soi cái người GERD là bình thường, chỉ có 30% là nó có cái dấu hiệu của trào ngược trên nội soi là viêm trợt. Nó gọi là GERD LAA, LAB, LAC, LAD đó. Viêm trợt Barrett là hai cái triệu chứng thường gặp nhất. Còn lại á, 70% GERD được chứng minh là GERD rõ ràng trên pH monitoring nhưng không có biểu hiện nội soi. Như vậy nội soi nó có vai trò gì? Nội soi nó chỉ có một cái vai trò duy nhất là gì? Thứ nhất là nó phát hiện được khoảng 10 đến 20 30% trường hợp có biến chứng của GERD, ví dụ như là GERD nó gây trào, gây viêm loét ha, nó gây gì, Barrett, và nó giúp mình loại trừ những nguyên nhân khác chứ không dùng nội soi để chẩn đoán GERD. Thành ra bệnh nhân người ta có triệu chứng GERD đi soi về bình thường, bệnh nhân hỏi ủa sao bác sĩ tôi có triệu chứng như vậy sao tôi soi bình thường, thì phải giải thích người ta hiểu. 70% những cái người bị GERD này soi hoàn toàn bình thường. Rồi bây giờ cái người soi bình thường này mình chia làm hai nhóm, một nhóm là đã được chứng minh GERD trước đó, tức là cái nhóm này trong tiền sử người ta soi ra người ta có Barrett, người ta soi ra người ta có viêm trợt thực quản chứng minh chắc chắn đó là GERD, đó là hai dấu hiệu xác nhận là GERD. Hoặc là ngày trước đây người ta có làm pH monitoring xác nhận người ta là GERD, tức là người ta đã được chứng minh là GERD rồi, thì mấy em sẽ làm cái pH impedance on PPI. pH impedance tức là pH trở kháng, người ta có thể phân biệt được cái chất trào lên là axit hay axit yếu hay là bazơ,
hay là chất kềm, mà những bệnh nhân này đang uống PPI, đúng không? Bệnh nhân đang uống PPI để làm gì? Người ta ức chế tiết axit tối ưu rồi nhưng vẫn còn triệu chứng, thì người ta xem cái tiếp xúc axit này là bình thường hay là bất thường. Nếu tiếp xúc axit bình thường có nghĩa là người ta gợt rồi mà triệu chứng không cải thiện, như vậy coi chừng là chồng lấp thêm những rối loạn về chức năng. Mà hai rối loạn chức năng thường gặp nhất là ở nấm chức năng và tăng nhạy cảm do trào ngược. Nếu làm pH monitoring trở kháng mà thấy rằng có mối liên quan giữa triệu chứng và trào ngược thì nó là tăng nhạy cảm hồi nãy nói rồi. Còn nếu không có mối liên quan giữa triệu chứng và trào ngược thì đó là gì? Ở nấm chức năng. Như vậy coi chừng những bệnh nhân gợt vẫn có thể chồng lấp thêm gì? Chồng lấp thêm những cái bệnh nhân rối loạn chức năng. Thành ra mình điều trị nó không có tiếp, không có hết. Mình điều trị cái gợt bình thường nó không có hết. Còn nếu làm cái pH impedance này tôi thấy có tiếp xúc với axit bất thường, có nghĩa là cái thuốc PPI của mình là gì? Chưa có tối ưu, chưa có ức chế tối ưu được, thì lúc đó tôi phải tập trung điều trị tối ưu cái gợt. Hiểu không? Giờ có hiểu cái phần này không? Rồi, còn nếu những cái nhóm bệnh lý này là chưa biết là gợt, tức là trước đó đến giờ bệnh nhân này chưa được chứng minh là gợt, đa số là nhóm này, thì tôi phải làm off PPI, tức là những trường hợp này đo pH trở kháng, có thể trở kháng thì mình phải làm off PPI, tức là bệnh nhân này không uống PPI gì hết. Không uống PPI gì hết thì chia làm 3 nhóm, đúng không? Nếu mà nó tiếp xúc với axit bình thường và không có mối liên quan gì hết giữa triệu chứng với trào ngược thì là ở nấm chức năng. Tiếp xúc axit bình thường mà nó có mối liên quan thì là tăng nhạy cảm trào ngược. Tiếp xúc axit bình thường mà gì? Cái mối liên quan này là gì? Có hoặc không có nhưng mà có tiếp xúc. Thường đa số là có mối liên quan. Thì cái này là nợt. Nợt là gì? Nợt có nghĩa là gợt nhưng nó không có biểu hiện trên thực quản thì gọi là nợt. Nợt tức là non erosive reflux disease, tức là bệnh trào ngược nhưng mà nó không có cái tổn thương gì. Erosive tức là tổn thương về viêm trợt ở trên thực quản. Mày hiểu không? Mấy em có hiểu không vậy? Không hiểu. Khó. Tóm lại là về cho đơn giản. Ví dụ bệnh nhân này ở nóng. Một bệnh nhân vô với mình là ở nóng là triệu chứng điển hình của gợt. Mình nghĩ chắc chắn là gợt và mình điều trị PPI cho đã luôn. Mình điều trị PPI mình thấy nó không có đáp ứng. Nó không có đâu có đáp ứng gì hết. Đúng không? Mà mình không biết như vậy, cái ở nóng này có phải là ở nóng chức năng không, hay là tại vì mình xài cái PPI mà nó không có hiệu quả, hoặc mình phối hợp thuốc chưa tốt. Thì mình kiểm tra pH monitoring thông thường. Nếu mình kiểm tra pH monitoring là cái tiêu chuẩn vàng chẩn đoán gợt, mình thấy có trào ngược bất thường, có thời gian tiếp xúc axit bất thường, cứ mỗi lần mà trào lên á, axit trào lên thì có triệu chứng, như vậy chắc chắn là gợt rồi. Nhưng mà gợt này nó không có biểu hiện trên nội soi. Nhóm thứ hai là cái nhóm là gì? Tiếp xúc axit hoàn toàn bình thường, thời gian tiếp xúc axit là dưới 4%, là gì? Trào ngược sinh lý. Trào ngược sinh lý lúc ra nó không có triệu chứng, chứ tại sao nó có triệu chứng? Thì mình mới coi là những cái cơn trào ngược đó nó có liên quan đến triệu chứng hay không. Cứ mỗi lần trào ngược sinh lý lên nó ít như vậy nhưng mà nó gây ra triệu chứng đau ngực ở nóng thì đó là tăng nhạy cảm, cảm giác đau nhạy cảm hơn người bình thường, cảm giác ở nóng. Còn mình thấy là gì? Cái trào ngược sinh lý lên với triệu chứng nó chẳng xuất hiện cùng lúc liên quan với nhau hết. Trào thì nó trào đau đau chỗ khác, nó ở nóng chỗ khác thì mình gọi là ở nóng chức năng. Rồi cái nhóm thứ hai là cái nhóm này là chắc chắn có trào ngược rồi, tôi thấy là có gì thời gian tiếp xúc axit bất thường rồi. Cái nhóm này là trước đó soi ra nó có barret là chắc chắn có trào ngược, soi ra nó có gì viêm trợt thực quản là nó có trào ngược rồi. Mà sao tôi điều trị PPI hoài nó không hết thì tôi làm gì? Đo trở kháng để tôi coi cái chất trào ngược lên đó là axit hay là chất kềm. Tại vì PPI thì nó đâu điều trị được cái trào ngược do kềm. Khi tôi cho on PPI là đang gì? Đang sử dụng PPI. Nếu tôi thấy thời gian tiếp xúc axit bình thường có nghĩa là gì? Là người đó là gợt rồi. Nhưng mà bây giờ tôi điều trị PPI nó hết tiếp xúc axit rồi, thời gian tiếp xúc bình thường rồi. Có nghĩa là cái gợt tôi điều trị rất tốt rồi nhưng mà tại sao có triệu chứng? Thì tôi coi chừng nó chồng lấp thêm ở nấm chức năng. Nếu cái trào ngược này không liên quan đến triệu chứng, và nếu cái trào ngược mặc dù tiếp xúc axit bình thường nhưng nó có triệu chứng thì là ở nấm chức năng, tức là những người này ngoài cái gợt nó còn chồng lấp thêm hai cái này nữa. Cái này gặp lâm sàng nhiều lắm mấy em điều trị xong mà nó không hết hẳn, nó cứ dây dưa dưa, nó còn cái triệu chứng hoài không bao giờ nó hết nếu mình không thêm các thuốc thần kinh. Còn nếu mà nó tiếp xúc axit bất thường có nghĩa là em điều trị PPI chưa đủ, em ức chế toan chưa đủ thì em phải điều trị mạnh hơn, thì đó là cái gợt. Hiểu chưa? Hiểu không? Dạ. Sơ sơ chưa? Thôi qua cái khác sơ. Đi để sơ sơ là vậy được rồi. Nhưng mà đi thi ví dụ hỏi, ví dụ ở nóng. Bây giờ tóm lại là vậy nè. Cái người mình nó có trào ngược không? Có.
đó là trào ngược sinh lý, đúng không? Mà người mình vẫn có những cái cơn trào ngược sinh lý, và cái thời gian axit mà nó trào lên, nó tiếp xúc với thực quản nó phải dưới 4%, đó là trào ngược sinh lý. Thì đối với cái trào ngược sinh lý này không có triệu chứng, người bình thường mình không có triệu chứng, nhưng mà cái người mà nhạy cảm là hypersensitivity á, thì nó mặc dù sinh lý nó, nhưng nó có triệu chứng, cứ một lần trào ngược mặc dù nó là sinh lý nhưng nó gây ra triệu chứng là reflux hypersensitivity. Còn cái thằng mà functional heartburn á, tức là nó có ở nóng, nhưng mà tôi thấy trào ngược sinh lý này nó là trào ngược sinh lý chứ nó không phải là trào ngược bất thường, tiếp xúc axit không phải là bất thường. Và những cái lần mà nó trào lên sinh lý đó với là những cái triệu chứng ở nóng nó có liên quan gì với nhau hết trơn á. Đắng lúc trào lên nó có triệu chứng thì nó lại không có triệu chứng, nó có triệu chứng lúc không có trào, có nghĩa nó chẳng có liên quan gì hết, thì là ở nóng chức năng nha. Đó, nó khác biệt vậy thôi. Dạ. Rồi, vậy là cái bảng này là chị dạ đúng không chị, cái bảng này nãy giờ chị giảng về cái bảng này này phải không chị? Đúng rồi. Giờ chị nói cái bảng đó, tại chị thấy chị sợ chị nói mà tụi nó còn mấy bạn không hiểu nữa, Phương nói chắc không hiểu nổi đâu. Dạ, rồi. Bảng này rồi. Dạ. Tiếp tiêu chuẩn. Dạ, tiêu chuẩn chẩn đoán của cái ở nóng chức năng là cái tiêu chuẩn trong kéo dài trong 3 tháng với cái triệu chứng. Cái đó giống rồi, cái phần đó bỏ đi. Cái phần nào đó cũng là kéo dài trong 3 tháng với triệu chứng khởi phát ít nhất 6 tháng. Trước khi chẩn đoán cái nào cũng giống hết, nhưng mà cái tần suất nó khác. Tần suất đó ở nóng chức năng là ít nhất 2 lần một tuần. Tần suất của đau ngực chức năng là 1 lần một tuần. Nó chỉ khác cái tần suất thôi, cái phần trên y chang nhau, không cần phải nhớ ha. Và cái tiêu chuẩn chẩn đoán cái thằng nào cũng giống nhau hết. Cứ tiêu chuẩn chẩn đoán là gì, lúc nào nó cũng có là gì. Ủa, em chiếu em quay ngược lại hả Hương? Dạ không. Dạ không, tiếp theo á chị. À, tiếp theo. Dạ. Ủa, đâu dạ. Có tiêu. Ủa, sao có chị đi đâu nữa ta? Chiếu lại. Chắc chị Toan chị đang upload lên lại đó. Dạ. Slide mấy rồi? Này đâu được xong rồi đúng không? Dạ, nãy giờ đến slide 20 mấy rồi. Ở nắm đúng không? Rồi. Qua cái này thì em chỉ nhớ là gì, cái nó mô tả cái đặc điểm thôi, tức là ở nóng là gì, là cảm giác nóng rát sau xương ức hoặc đau sau xương ức, cảm giác nóng rát ha, là không có cái triệu chứng thuyên giảm mặc dù đã sử dụng kháng tiết, tức là khi sử dụng PPI nó không có giảm, không có bằng chứng về trào ngược ha, hoặc là tiêm thực quản tăng neutrophil, không có bằng chứng về rối loạn vận động thực quản, tóm lại là khi nói đến chức năng là loại hết, không có bất cứ những cái chẩn đoán khác vậy thôi. Cái tiêu chuẩn nó dễ nhớ lắm, có gì khó đó, nó chỉ khác nhau với một cái frequency thôi, tức là tần suất so với mỗi tuần thôi. Rồi, tới tăng nhạy cảm nè. Hai chị nắm được hai cái này là giỏi rồi ha. Tăng nhạy cảm do trào ngược là sao? Hương nói đi Hương. Dạ, cái máy của em nó đứng mất tiêu rồi chị ơi. Nó không nhảy luôn. Nhưng mà Hương có thấy được cái slide chị chiếu không? Dạ không. Không thấy luôn. Dạ. Nó cứ quay vòng vòng. À, để chị mở lên. Vậy thôi để cái phần này chị nói sơ cho mấy bạn nắm thôi. Cái tăng nhạy cảm trào ngược hồi nãy cũng nói cho mấy em rồi, đúng không? Tức là tăng nhạy cảm này nó cũng có những cái triệu chứng y như trào ngược ở nóng và đau ngực, mà nó không có bằng chứng của trào ngược trên nội soi ha, và không có những cái bất thường bằng pH monitoring. Mấy em nhớ khi chẩn đoán chức năng là nó phải có vai trò của pH monitoring. Tức là người ta nhận thấy rằng cái trào ngược này hoàn toàn bình thường ha, không có những cái cơn bùng phát axit bất thường, nhưng mà nó có triệu chứng, nó gây ra triệu chứng. Những cái trào ngược là trào ngược axit sinh lý, hoàn toàn sinh lý này, physiology reflux, những là những cái trào ngược hoàn toàn về sinh lý, nhưng nó trigger, nó kích hoạt gây ra các triệu chứng, thì gọi là tăng nhạy cảm, đơn giản vậy thôi. Và nó có thể chồng lấp với gì, gợt thực sự nha. Cái khó là gì, nó chồng lấp, cái thằng này có gợt thực sự, nó chồng thêm cái tăng nhạy cảm trào ngược nữa, và nó chồng lấp giữa hai thằng này, và đôi khi nó chồng lấp tùm lum hết, chồng lấp thêm IBS, chồng lấp thêm cái thực sự soi ra có viêm nữa, ui nó tàu lum hết, thì nó có thể điều trị, thì mình phải để ý thôi.
Và những cái trường hợp mà tăng nhạy cảm trào ngược thì nó sao? Nó lại đáp ứng với PPI. Nó đáp ứng với PPI vì sao? Mình ức chế toan cái trào lên của nó. Nó chuyển thành cái axit rất là yếu hoặc base rồi thì bệnh nhân lại có đáp ứng. Thành ra tăng nhạy cảm trào ngược thì có vai trò của PPI. Nhưng mà ở nấm chức năng thì không có vai trò của PPI ha. Phương thấy chưa? Dạ, em thấy rồi. Tần suất thì không thấy ha. Rồi, dạ, mấy cái này thì dễ rồi. Tiêu chuẩn chẩn đoán. Cái dịch tễ học, tần, cái tỷ lệ hiện mắc của cái tăng nhạy cảm trào ngược thì không biết, nhưng mà cái người ta coi trên cái dân số mà bệnh có triệu có nợt á thì nợt có bao không có biểu hiện trên nội soi. Mấy em nhớ nha, nợt là gợt nhưng mà soi ra bình thường thì gọi là nợt. 37-60% của những bệnh nhân nợt á thì có cái pH monitoring bình thường, mà người ta đo bằng PPI off medication, tức là off PPI, là ít hơn 10% bệnh nhân này. Ít hơn 10% thì ta thấy có tăng nhạy cảm ha. Trong một nghiên cứu 329 bệnh nhân nợt thì có 36% cho thấy có triệu chứng liên quan giữa trào ngược và triệu chứng, có mối liên quan giữa trào ngược với triệu chứng mà không có mà... những không có parameter, những cái thông số trào ngược bất thường. Trào ngược là mình vẫn thấy thời gian tiếp xúc axit hoàn toàn bình thường nha. Axit nó trào lên á, nó không có phải là lớn hơn 4, hoàn toàn như một người bình thường, nhưng người ta tăng nhạy cảm. Trong đó 40% là có tiếp xúc axit bình thường, là nợt thực sự. Nếu mà có tiếp xúc axit bình thường là chắc chắn là gợt rồi. Hả? Và 24% thì có cái trở kháng pH bình thường. Đo pH trở kháng bình thường. Đo trở kháng pH bình thường, tức là trào lên nó gì là không phải axit luôn, nó trào lên là trào sơn sinh lý, mà nó chẳng liên quan gì tới. Chẳng liên quan gì tới cái triệu chứng hết, tức là ở nấm chức năng, có nghĩa người ta nói đến vấn đề chồng lấp đó mấy em. Cái thằng reflux hypersensitivity này nó có thể chồng lấp với thằng GERD mà biểu hiện nội soi hoàn toàn bình thường, và nó có thể chồng lấp với cái thằng functional heartburn nha. Nó khó là vậy thôi. Ôi mà điều trị dễ lắm, giống nhau, không có gì hết trơn. Cái thuốc ăn, thuốc chống trầm cảm ba vòng với SSRI gì vô là nó bớt à. Rồi, tiêu chuẩn. Và tiêu chuẩn chẩn đoán của cái tăng cảm trào ngược á, thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà tần suất của nó là hai lần một tuần. Hai lần một tuần, nó giống như thằng ở nấm chức năng cũng là hai lần một tuần, nhưng mà đau ngực chức năng thì là một lần một tuần ha. Nên em chỉ nhớ là cái trào ngược nó có cái triệu chứng heartburn là ở nóng, và thêm một cái triệu chứng nữa là triệu chứng đau ngực nha. Cái thằng tăng nhạy cảm trào ngược á, nó có thể kèm ở nóng và đau ngực. Như vậy đau ngực nó có trong hai bệnh lý. Thứ nhất là đau ngực dị chức năng mà nó có thể gặp xuất hiện trong cái đau ngực, trong cái tăng nhạy cảm trào ngược. Nội soi bình thường, không có các bằng chứng, loại hết các bằng chứng y chang vậy, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có số 4 là bằng chứng có trigger, bằng chứng kích hoạt triệu chứng bởi trào ngược. Nhưng mà cái trào ngược này là gì? Hoàn toàn là bình thường. Đó, trào ngược sinh lý hoàn toàn bình thường vậy thôi. Nha, nhưng mà nó đáp ứng với thuốc kháng tiết. Nhớ nha. Nó đáp ứng với thuốc kháng tiết, đáp ứng với PPI. Vì PPI nó làm gì? Cái pH. Những cái người này ngộ lắm em, khi mà pH của mình nó trên 4 á, nó dưới 4 thì nó mới kích thích gây triệu chứng. Còn những người này cái pH nhiều lúc đó là 4-6, nó vẫn có thể có triệu chứng vì nó nhạy cảm quá đi. Thành ra đôi khi mình xài PPI tối ưu, mình đẩy cái pH nó đến 6 luôn, gần tới kìm luôn, thì người này hết triệu chứng. Thành ra những cái người mà đáp ứng với PPI vẫn có thể là tăng nhạy cảm trào ngược. Còn những người mà đáp ứng với PPI thì chắc chắn không phải là ở nóng chức năng. Ở nóng chức năng nó không có liên quan gì tới axit trào lên hết. Thành ra nó không có đáp ứng với PPI ha. Dạ, về đánh giá lâm sàng thì bắt đầu một cái đánh giá là với cho thử nghiệm cái PPI. PPI mà PPI theo kinh nghiệm, tức là mình điều trị nghiệm PPI đó. Dạ, xem xét cả hai vấn đề là ở nóng chức năng và cái tăng cảm trào ngược. Thì nội soi sẽ được đưa ra để mà loại trừ cái viêm thực quản, Barrett thực quản và viêm thực quản do eosinophil. Cái chẩn đoán của cái tăng cảm trào ngược á, thì dựa vào cái
dạy xác định độ dạy nhạy cảm của cái những cái đợt đầu acid trên test result. Kể nó đi, tóm lại là người ta thử, người ta nhỏ acid rồi ta nhỏ những cái acid yếu gì vô, những người bình thường cái thời gian tiếp xúc bất bình thường người ta vẫn có thể. Tóm lại cái phần này ý nói là cái trào ngược này, cái test reflux này thực sự mình không có xài ha. Rồi mình làm cái pH monitoring mình thấy có cái trào ngược sinh lý mà bệnh nhân vẫn có các triệu chứng liên quan đến trào ngược. Dạ. À, để mà chẩn đoán cái tăng cảm trào ngược á, thì đo cái acid thì cần để trong những cái tức là cái parameter, những cái thông số liên quan đến acid thì cần thiết trong cái giới hạn sinh lý hoặc là những cái test on hoặc off TPI để phân biệt tăng nhạy cảm trào ngược với ở nóng chức năng, dựa vào chủ yếu một cái bây giờ nói tới nó luôn em có nhớ, tức là mối liên quan giữa triệu chứng và trào ngược vậy thôi. Nếu có mối liên quan giữa triệu chứng và trào ngược thì là tăng nhạy cảm và trào ngược, còn nếu không có mối liên quan giữa triệu chứng và trào ngược thì nó là ở nóng chức năng. Còn cả hai thằng này đều là gì, đều là cái test reflux hay là gọi là pH monitoring hoàn toàn bình thường, tức là cái thời gian tiếp xúc với acid hoàn toàn bình thường. Rồi vậy thôi, cái chìa khóa để chẩn đoán cái reflux hypersensitivity đó là gì? Các biến cố về trào ngược là nó sẽ kích hoạt về triệu chứng ha, tức là nó liên quan đến triệu chứng liên quan đến vấn đề trào ngược. Cái hình này đơn giản như vậy thôi. Tức cái hình này là cái theo cái hướng này là cái hướng tiếp xúc với axit nha. Cái thằng mà nó tiếp xúc với axit quá trời luôn á thì nó sẽ gây ra cái viêm thực quản trào ngược, mình xác định trên nội soi được, mình ghi là gợt LAA, LAB đó. Còn nếu mà nội soi bình thường mà tắc xíu xíu không có nhiều lắm thì nó không có gây tổn thương trên nội soi như cái triệu chứng là nợ ha. Rồi bây giờ cái tiếp xúc với axit hoàn toàn bình thường sinh lý mà nó vẫn có triệu chứng thì là nó nhạy cảm, đúng không? Còn mới tới đây chẳng có tiếp xúc axit gì hết mà bệnh nhân vẫn có triệu chứng ở nóng, nó liên quan đến vấn đề thần kinh là chính, không có trào ngược, không có mối liên quan luôn mà chủ yếu là tăng nhạy cảm thì nó là ở nóng chức năng. Rồi có mỗi cái hình đó thôi ha. Cái hình đó là cho mình hiểu hết mức độ tiếp xúc axit. Mức độ tiếp xúc axit càng nhiều thì gì, vai trò của PPI càng nhiều. Thằng này điều trị PPI hiệu quả, thằng này điều trị PPI cũng ok vì nó có tiếp xúc axit thì tôi xài PPI để ức chế axit, đúng không? Mà tới functional dyspepsia nó chẳng có liên quan gì đến tiếp xúc axit hết thì cái PPI hoàn toàn không có giá trị gì hết, không có hiệu quả hết. Đó là lý do tại sao tôi cài điều trị PPI quá trời, tăng liều quá trời luôn, bệnh nhân chẳng hết gì hết. Lúc đó mấy em phải nghĩ coi chừng nó là ở nóng chức năng, mấy em phải thêm cái thuốc về gì, cái thuốc về điều hòa thần kinh, điều hòa cảm giác đau nha. Rồi Clabus này cũng hay gặp này, khó điều trị cực khó luôn ha. Clabus là gì, cảm giác vướng họng, bên tai mình họng gặp nhiều lắm, nó có thể là trào ngược cảm giác. Cảm giác là có gì, dạ. Cảm giác là có cái cục gì á, có cái vật nó có một cái vật lạ ở trong cái cổ mà không có đau liên tục hoặc là ngắt quãng, nó có những cái đợt liên tục hoặc là những cái gì nó kéo dài hoặc những cái đợt cái cơn ngắt quãng. Cái triệu chứng của nó thì không có đau, xuất hiện thường theo từng đợt và cái nằm ở ngay gì ở giữa cái sụn giáp, sụn giáp và cái mỏm ức và cái hõm ức, nó không kèm với đau, nuốt không đau và nuốt khó và thường cải thiện khi ăn và khi nuốt. Ngộ lắm, khi ăn và khi nuốt thì có vấn đề gì hết mà cứ ngồi không chơi không, ngồi nghỉ là bắt đầu xuất hiện đó. Thành ra mấy cái trường hợp này mấy em biết không, tôi hay bắt bệnh nhân là gì, thở bắt đầu xuất hiện cảm giác lo bớt là bắt đầu thở theo kiểu yoga đó, thở bụng á, thở cơ hoành á là nó hết liền. Hoặc là bắt đầu có cảm giác thì tập trung đi qua một cái phim thiệt hay hoặc là tập trung qua đá banh là hồi nó hết rồi, chứ mà ngồi đó mà nghỉ ngợi một hồi nó xuất hiện rồi nó khó chịu lắm em, nó khó chịu lắm. Bệnh nhân cảm giác vướng họ cứ sợ ung thư, họ cứ khạc này, họ khạc nhổ họ tặng hắn và cái cảm giác này là cảm giác rất là khó chịu và thực sự là khó điều trị lắm nếu em không để ý ha. Về chẩn đoán cũng vậy thôi, loại trừ hết ha, đi kiểm tra hết tuyến giáp có vấn đề gì không, thực quản có vấn đề gì không, khám tai mũi họng có vấn đề gì không, loại hết, tìm ra nguyên nhân đó là Clabus. Tiếp đi Hương. Dạ, về dịch tễ học thì Clabus, cảm giác Clabus thì là một triệu chứng thường gặp
và được báo cáo đến 46% ở những người khỏe mạnh. Nó ghê lắm, cái triệu chứng này gặp nhiều lắm đó mấy em. Mấy em ngồi phòng khám, em biết mấy em có để ý không? Đi ngồi phòng khám gặp hoài luôn mà không biết điều trị đâu, điều trị bệnh nhân ngoại mất hết. Ha, nhiều bệnh nhân đi điều trị tùm lum hết, tốn rất là nhiều tiền khi đến bệnh, mình cho thuốc chống trầm cảm ba vòng với hết trơn. Ha, cái này phải xài chống trầm cảm ba vòng nha, Clobus là phải xài chống trầm cảm ba vòng. Yeah. Cái đỉnh xuất hiện của nó là ở tuổi trung niên và thường hay cái tỷ lệ giới bằng nhau cả hai giới, nhưng mà nữ thì thường hay đến khám bác sĩ hơn. Yeah. Cái tình trạng này thì nó kéo dài và cái triệu chứng đặc hiệu thì nó tồn tại hơn 3 năm ở 75% bệnh nhân, mặc dù nhiều hơn khoảng 50% thì nó tồn tại triệu chứng sau 7 năm. Tiêu chuẩn giống vậy thôi, không khác gì hết, nhưng mà một lần một tuần. Nhớ nha, hai cái thằng thường gặp là chức năng với là tăng nhạy cảm thì hai lần một tuần. Thằng Clobus với là thằng gì đau ngực chức năng thì một lần một tuần thôi, nhưng mà thường với bệnh nhân này nó bị cả ngày à mấy em ơi. Hả? Nó bị cả ngày. Và nhớ một cái đặc điểm quan trọng là nó xuất hiện giữa các bữa ăn, nó không có nuốt đau, không có nuốt khó, không có gì. Nó không có những cái triệu chứng liên quan đến vấn đề mình không có bằng chứng về trào ngược và tiêu khoản do trào tăng bạch cầu ép. Các em thấy hầu hết những cái rối loạn chức năng nó phải loại trừ cái EOE, tức là tiêu thực quản do tăng bạch cầu ép toan á, là những trường hợp này đôi khi mình phải xin thiết đó để loại trừ ha, vì cái tiêu thực quản do tăng bạch cầu ép toan nó có thể gây ra những cái triệu chứng này. Và đôi khi mình phải chụp cái manometry, tức là chụp để mình chụp X quang cản quang để loại trừ achalasia ha, có tắc tâm vị, hoặc là làm cái manometry để mình loại trừ những cái rối loạn về vận động. Nhưng mà thực sự là những cái pH monitoring hoặc manometry thì ở Việt Nam mình nó chủ yếu tập trung ở miền Bắc thôi. Cái viện nghiên cứu gì của tiến sĩ Hằng á, chứ còn việc trong miền Nam mình là bây giờ mới có thể bắt đầu phát triển ở Đại học Y Dược thôi ha. Là mình nghĩ trong tương lai gần thì mình sẽ có những cái phương tiện để mình chẩn đoán những cái bệnh lý này. Tiếp đi Hương. Dạ chị, cho em hỏi chị, cái gastric inlet pass đó chị, là có phải là cái dạ dày lạc chỗ không chị? Đâu. Dạ, cái C, một C đó chị, là không có cái dấu hiệu dạ dày lạc chỗ ở cái thằng đó. Đúng rồi. Gần mấy cái não thực quản á, mấy cái biểu hiện mà em thấy là dạ dày lạc chỗ anh em ở nằm trước cái thực quản gần á. Dạ. Em đoán vậy mà không biết phải không? Dạ, về cái vấn đề về sinh lý bằng chứng nhất quán thiếu những đệ gan Clobus cho bất kỳ bất thường giải phẫu cụ thể nào, cái đó không có nguồn nào hết về bất thường về giải phẫu. Vấn đề gì mechanic, yeah, là những cái bất quan đến vấn đề co thắt của cơ thắt thực quản trên, đúng không? Cũng không có. Yeah. Hoặc là những vấn đề về cơ chế nuốt ở vùng họng, hầu họng cũng bình thường. Tức là nó khám tai mũi họng bình thường, nội soi bình thường đó. Clobus này vẫn có thể là triệu chứng thường gặp hơn đối với trào ngược. Thì nãy nói đó, Clobus nó có thể là triệu chứng của trào ngược. Trào ngược đây là trào ngược thanh quản họng. Tức là nó có mối liên quan rất là mạnh, rất là mật thiết đối với GERD và Clobus. Nhưng mà ở cái nhóm mà cái Clobus này thì người ta thấy không có mối liên quan gì giữa GERD với Clobus hết, thì mới gọi là Clobus, đây là triệu chứng chức năng. Còn nếu mà Clobus mà liên quan đến vấn đề GERD thì mấy em sẽ chẩn đoán là triệu chứng này liên quan đến trào ngược thanh quản họng ha. Còn triệu chứng này nó không liên quan, thành ra nó chẳng có đáp ứng gì đến với cái phương pháp điều trị trào ngược hết. Còn nếu mà cái Clobus này lại liên quan đến trào ngược thanh quản họng thì nó đáp ứng với PPI, nó đáp ứng với những cái phương pháp điều trị chống trào ngược. Còn cái thằng này chẳng đáp ứng gì hết, điều trị hoài không hết đâu ha. Và đương nhiên phải loại trừ hết cơ chế khác, rối loạn vận động, thực quản ở xa ha, mấy cái đó mình phải loại trừ hết vì nó có thể gây ra triệu chứng Clobus. Mặc dù cái trào ngược dạ dày thực quản và cái rối loạn vận động đoạn xa của thực quản thì có thể bao gồm ở trong Clobus, nhưng mà những cái cơ chế này thì được chị nghĩ là vai trò nhỏ ở trong cái sinh lý bệnh của Clobus. Dạ, về sinh lý
sinh lý bệnh của Clopas là không có cái đặc điểm mà đặc hiệu về sinh lý bệnh của Clopas. Tăng những cái báo cáo càng càng nhiều về cái những cái đợt stress trong cuộc sống, trầm cảm trong cuộc sống thì đưa đến triệu chứng khởi phát, thì được quan sát ở một vài cái nghiên cứu. Và người ta đưa ra là cái stress sống thì có thể là một yếu tố kèm theo ở trong triệu chứng của nó, hay là những cái đợt kịch phát. Cái stress, những cái biến cố của stress trong cuộc sống thì nó đi trước khởi phát triệu chứng, tức là người ta sẽ có những cái stress trong cuộc sống trước, sau đó người ta sẽ xuất hiện ra các triệu chứng. Trong một số nghiên cứu quan sát, trong một số nghiên cứu cho thấy rằng là những cái stress về trong cuộc sống hàng ngày nó là một cái cofactor, đồng yếu tố trong về những cái triệu chứng mà trong cái tạo ra triệu chứng hoặc là những cái kịch phát của triệu chứng. Tới 96% của những cái người được những cái báo cáo được quan sát thì cái triệu chứng nó khởi phát thì trong cái quá trình mà có những cái yếu tố về tình cảm tâm. 96% những cái người bị á, những cái người bị triệu chứng Clopas này nè, thì họ ghi nhận rằng những cái triệu chứng kịch phát thì nó xuất hiện trong cái giai đoạn mà có rối loạn về vấn đề cảm xúc á, những cái mức độ rối loạn về cảm xúc nhiều á, mức độ cảm xúc quá mức á, ví dụ như là buồn quá mức, lo lắng quá mức hoặc cái gì đó thì nó xuất hiện ra triệu chứng. Thành ra khi đi khám mấy em phải bỏ thời gian ra, mấy em hỏi cái hoàn cảnh gia đình của người ta. Nhiều lúc mới giận chồng, ly dị chồng, con ốm con bệnh là nó xuất hiện triệu chứng nhiều lắm, không cải thiện được cái đó, không có tư vấn, không có an ủi bệnh nhân, hoặc là đưa đó họ đến khám những vấn đề về tâm lý tâm thần á, thì mình điều trị hoài nó không có hết nha. Thành ra mình phải hỏi, nó liên quan đến vấn đề những cái stress về tâm lý và những cái stress về tâm thần rất là nhiều. Rồi, và cái cuối cùng là nuốt khó chức năng. Nuốt khó chức năng thì nó ít gặp hơn. Nuốt khó chức năng là cảm giác bất thường của cái cục thức ăn mà nó di chuyển qua cái thực quản, mà không có những cái bất thường về cái cấu trúc hoặc là niêm mạc hay là vận động bất thường để mà giải thích cái triệu chứng. Tỷ suất thật sự của cái nuốt khó chức năng thì người ta không biết, mà những cái nghiên cứu trên dân số thì ước tính rằng có 7-8% của những bệnh nhân nuốt khó thì được đếm ở những cái đã loại, khi mà đã loại trừ cái tiêu chuẩn thì không được tính. Nó không được tính. Uncounted là không được tính. Một cái nghiên cứu của RUM theo tiêu chuẩn, dựa theo tiêu chuẩn của RUM tính bằng 0.6 với bệnh tiêu hóa về chức năng thì than phiền là có cái nuốt khó thường xuyên. Cái tần suất nuốt khó chức năng nó không có nhiều mấy em ha. Thì tiêu chuẩn cũng y vậy thôi, nhưng mà xuất hiện một lần một tuần đúng không? Mình chỉ có hai cái thằng thường gặp một tuần thôi. Cái nuốt khó này nó có một đặc điểm gì? Là cảm giác của cái cục thức ăn cứng hay là lỏng. Cảm giác là nuốt khó, nó cảm giác nuốt rất là khó, hoặc cảm giác là cái thức độ thức ăn của mình nó không có vận chuyển trơn tru ở trong cái thực quản đối với cả thức ăn lỏng và thức ăn đặc rồi, vậy thôi. Tại vì nếu mà đối với thức ăn, đối với ung thư thì nó sẽ thay theo cái mức độ là gì, từ đặc đến lỏng, còn cái thằng này đặc lỏng gì nó chẳng liên quan gì hết rồi ha. Và không có bất thường về những cái cấu trúc, không có bất thường về viêm thực quản, như chẳng là xenophil, không có bất thường về rối loạn vận động thực quản. Vì cái thằng achalasia nó vẫn là nuốt khó, mấy em nhớ cái achalasia không, có thắt tâm vị nó gây là triệu chứng là nuốt khó là chính đó nha. Rồi tóm lại là loại trừ hết thì còn tiền, sau khi loại trừ hết thì còn lại gì, còn lại nuốt khó chức năng ha. Về đánh giá lâm sàng thì mình phải khai thác cái tiền sử cẩn thận á, thì sẽ loại trừ được cái nói như vùng tai, vùng gì, vùng họng, vùng họng, nuốt khó hậu họng và khó do Clopas, chứng khô miệng hoặc là chứng nuốt đau. Và cái viêm thực quản do eosinophil thì là cái tình trạng quan trọng để mà loại trừ. Bởi cái khi mà bệnh nhân sử dụng đáp ứng với PPI, trial on PPI thì mấy em giúp chẩn đoán được
ha. Còn nội soi và sinh thiết thì đều loại trừ cái EOE, tức là viêm thực quản do tăng bạch cầu ái quang, tức là những cái bệnh nhân này nó cũng không có đáp ứng với PPI đâu. Nếu mà đáp ứng PPI qua chừng nó là triệu chứng của GERD, triệu chứng không điển hình của GERD. Người ta chụp paris cảm quang, người ta loại trừ những trường hợp chít hẹp ha, những trường hợp tắc nghẽn vân vân. Họ loại trừ những cái sang thân về cấu trúc, họ làm manometry để loại trừ những rối loạn về vận động ha, vân vân. Tóm lại là mấy cái loại trừ hết, nhưng mà thường mình không có cái phương tiện chẩn đoán. Thì khi mình điều trị, mình tìm ra nguyên nhân hết thì mình nghĩ tới nó là chức năng thôi. Đó, nguyên cái đống này nó chỉ vậy thôi. Rồi, nuốt khó chức năng. Dạ, nuốt khó chức năng gì nữa nhỉ? Phần nào không quan trọng bỏ qua đi hơn. Dạ. Rồi, cái phần rối loạn về, cái phần rối loạn về dạ dày tá tràng á, thì là cái phần này á, thì giao cho Thư. Thư sẽ nói tới phần rối loạn về dạ dày tá tràng, Thư sẽ nói về khó tiêu chức năng nha Thư. Nên cái chắc Hương ngưng ở đây đi Hương, để cho mấy bạn Thư sẽ nói về phần khó tiêu chức năng. Trong cái phần này chỉ tập trung về khó tiêu chức năng thôi. Còn những cái như là rối loạn về ở, rối loạn về buồn nôn ói mửa và hội chứng rumination, thì mấy cái này là mấy bạn cần đọc thêm thì đọc, còn không thì thôi. Thành ra mình có thể mình ngưng ở đây thôi, tại vì cái kiến thức khi nhập của mấy em nhiều quá mấy em quên hết à, mấy em không có nhớ gì đâu. Mình chỉ tập trung cái phần hôm nay là rối loạn về thực quản. Tuần sau thứ năm với thứ sáu quên mất rồi, thì Thư sẽ nói về khó tiêu chức năng ha. Rồi khi nói đi sâu về khó tiêu chức năng, à như vậy tuần sau á thì Thư sẽ nói về khó tiêu chức năng, đồng thời là tôi sẽ nói cho mấy em nghe về vấn đề điều trị sơ, về điều trị những cái rối loạn về thực quản. Tại cái phần này Hương nói về tổng quan nên Hương sẽ không nói về điều trị. Dạ. Sẽ nói sơ về cái điều trị thôi ha, để biết nó điều trị cái gì, chứ nói xong rồi không biết trị cái gì hết. Tại vì phần tổng quan thì Hương sẽ không nói về điều trị, nên hôm nay chắc mem ngưng ở đây đi, tại vì 5 giờ tôi cũng có kẹt nữa rồi. À, lần sau mình làm tiếp nha. Dạ chị ơi, chị cho em xin tuần sau trình được không chị? Thư hả? Về kế tiếp bạn nào trình? Dạ tuần sau trình có tiêu chức năng được không chị? Hương làm phương, Thư làm kịp hả? Thư làm kịp có tiêu chức năng thì nếu vậy thì tuần lần kế tiếp chị sẽ nói cho mấy em cái phần điều trị của cái rối loạn chức năng thực quản nha. Xong rồi Hương sẽ nói tiếp cái phần của Hương, cái phần nào mà mình nói riêng một bài thì mình lướt nó qua nha Hương. Dạ dạ. Dạ phần sau của em là còn cái phần mà về túi mật với lại thì đó, Hương nói thêm cái phần đó đi, cái phần đó để mấy bạn biết cái rối loạn về vận động túi mật như thế nào, thì sử dụng thuốc như thế nào. Dạ dạ. Rồi vậy thôi mấy em có thắc mắc gì không? Nói đúng là rối loạn về chức năng nó hơi khó đúng không? Dạ. Đọc không hiểu gì chứ. Nhưng mà giờ hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu. Giờ sáng được chút. À. Nói chung cái phần này nó hơi khó, nhưng mà mình là dân tiêu hóa mình phải biết, bắt buộc phải biết, vì nó đọc nhiều lắm. Mẹ không biết mẹ điều trị không có thành công đâu nha. Các bạn có thắc mắc gì không? Cô cho em hỏi tình huống lâm sàng được không cô? Rồi đó đi. Dạ thưa cô, là em có một cái bệnh nhân là hồi xưa là họ cũng bị HB dương tính, rồi có điều trị khi nội soi thì bác sĩ nội soi cũng nói có hình ảnh của giống như GERD á cô. Thì trong cái mùa dịch vừa rồi á, bệnh nhân bị sốt, sau đó bệnh nhân cũng lo lắng là do bệnh nhân nằm trong dịch, không biết bệnh nhân có bị Covid hay không. Thì sau đó bệnh nhân có triệu chứng là nuốt nghẹn, mà giống như nãy cô mô tả là nó chỉ nghẹn giữa các bữa ăn thôi, chứ ăn thì không hề nghẹn. Và nghẹn hay là Globus? Dạ kiểu giống cái triệu chứng Globus đó cô. Globus đó chứ không nghẹn đâu. Dạ và có nghĩa là nuốt xuống là cảm giác nó cứ nghẹn nghẹn vậy đó. Nhưng mà nuốt xuống cảm giác nghẹn nghẹn là không phải Globus. Globus nó xuất hiện ngoài bữa ăn. Dạ đúng rồi cô, nói ngoài bữa ăn chứ họ ăn là không có nghẹn cô. Mà chúng ngồi không sát vào ngoài bữa ăn thì có cảm giác cứ vướng vướng, cứ phải nuốt hoài đúng không? Dạ cứ nuốt hoài mà nó cảm giác nhiều lúc nó họ diện tả là nó co thắt cái đường thực quản của họ ghê lắm. Mà nhiều lúc như cô nói là họ cũng kêu là nếu mà họ tập trung vô họ làm một cái gì đó, ví dụ họ xem phim hay cái gì đó là họ sẽ không có cảm giác được, nhưng mà ngồi không thì nó cứ vậy đó cô. Có thể là robot chức năng. Em cho thêm thuốc ăn thần đi, nó hết rồi liền à. À, vậy còn cái mấy cái thứ như mà như PPI rồi à? Nó vẫn có, bệnh nhân này vẫn có GERD chồng lấp lên. Trời ơi, đã nói là ba cái quỹ này nó chồng lấp nhau nhiều lắm. Tức là vẫn có thể nó có GERD thật sự, hiểu không? Nó vẫn có thể là GERD thật sự, bây giờ nó chồng lấp thêm một cái rối loạn về chức năng nữa. Có ai cấm nó đâu.
hoặc là nhiều lúc có gợt nó kèm theo rối loạn chức năng, có thể là khó tiêu chức năng, có thể nó kèm theo cái Glauber chức năng, nó có thể nó kèm theo thêm là cái IBS nữa, nó tùm lum hết mấy cái dạng người này, nó đủ thứ loại hết á. Cứ mỗi lần nó xuất hiện với mình nó sẽ xuất hiện những triệu chứng khác nhau. Hả, cũng có, dạ. Vậy cái thuốc nãy cô nói chống trầm cảm 3 vòng thì nên dùng thêm cái gì? Amitriptyline 125mg, liều khởi đầu là 1/2 viên buổi tối trước khi đi ngủ, ngủ ngon luôn, khỏe, bỡ lo luôn, bớt liền á. Dạ. Liều khởi đầu là 1/2mg, 1/2 viên, 25mg, hoặc em lấy xài cái viên 10mg á, một viên buổi tối trước khi ngủ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ, chị á chị. Dạ, cái lịch của em đi chích ngừa ở cộng đồng ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7. Chích ngừa hết hả? Buổi tối hả? Dạ. Dạ không, em đi chích ngừa trong cộng đồng ở bên quận 11 chị. Từ sáng đến chiều chắc đến khoảng 5 giờ, 6 giờ mới xong lận. Thứ 5, thứ 6, thứ 7 luôn hả? Dạ. Thứ Tân Cảnh không? Từ Rạnh Mai Trịnh. Tư có rảnh không? Mai rảnh không? Dạ, dạ rảnh chị. Rồi vậy thôi ngày mai đi mấy em ha. Mấy ai? Mai mấy em có bận gì không? 4 giờ hay 3 rưỡi? Chắc mai 3 rưỡi được. Dạ 3 rưỡi được. Rồi vậy thôi ngày mai đi. Dạ dạ. Dạ rồi em cảm ơn. Dạ, ngày mai có thắc mắc gì thì con lại hỏi luôn lần. Mấy em học bài này mấy em quan trọng, mấy em điều trị sướng lắm. Mấy em sẽ biết được những cái gì, mấy em sẽ cần phải uống thuốc như thế nào, điều chỉnh thuốc là làm sao, chứ mấy em sẽ không có biết được về cái rối loạn, trong khi cái rối loạn tiêu hóa chức năng nó rất là thường gặp. Nhưng hồi đó nhà mình biết có mỗi bệnh duy nhất là IBS thôi, đúng không? Biết mỗi IBS là chức năng thôi, còn ngoài ra có biết cái gì đâu. Thành ra những lúc mình điều trị mình điều trị nó không có tới. Thành ra cái người bác sĩ điều trị, nhất là cái này là toàn điều trị ngoại trú và phòng mạch thôi, cái này nó ít khi vô bệnh viện lắm. Em mới điều trị được ok rồi, có những cái bệnh nhân ai không có tưởng được đâu, mình điều trị xong họ sướng lắm kìa. Mọi người ta đi 5, 7 năm rồi, người ta đi tùm lum bác sĩ rồi mà bác sĩ trị hoài không có hết. Họ tới mình cái mình điều trị nó hết, nó hầm mừng lắm. Rồi, vậy nha, nghỉ nha. Dạ, cảm ơn chị.